Hello, xin chào các bác nha. Video trước thì em lên ray thì có short hai cái hàng VIP. Hàng VIP mà để short các bác ạ. Đây. Đó. Các đợi em chút nha. Đây các bác. Hàng VIP mà em lại để short. Đấy. Kích thước của em để đâu bắt đầu nha. Các đợi lấy thước ạ. Đây, hàng VIP mà để short các bác nha. Lên tiếp luôn cho các bác này. Cặp ray Higuin. Đó. Ray bản 9mm nhé. Đó, ray 9mm này. Dày 6,5mm này. Đó. Nó dài là 40cm nhé. 39,7 này. Cái này là 39,8 này. Cho dễ vì sao là nó một thanh dài hơn một tí, một thanh ngắn hơn một tí là do là họ mua cả một khi vào nhà máy á, họ mua là mua cả một thanh dài như thế này. Họ mua riêng ray riêng và block riêng xong họ về họ cắt. Đó. Nó cắt ra một cặp nên mà nó lệch cũng khoảng 1mm thôi. Đó. Đấy, nó lệch có một chút như thế này các bạn. Ok nha, block của nó là gồm 4 block. Kích thước block là 20mm nhân với 28mm nhé. 20mm nhân với 28mm. Đó. Có một cặp nhá, hàng hot nhưng mà lại short ở cái video trước. Có hai cặp ray hot lại short ở video trước các bác ạ. Video trước lại không lên. Đó. Bây giờ lại nó chuyển sang video này. Ok. Cặp tay này là hôm nãy là đến 4 bao nhiêu nhỉ? 154 à? 155 à? Rồi, con này là 156 này. Một kịch ngang. 56. Con này em bán 450k nhé. Đó, cặp này 450k quá rẻ cho các bác rồi nhé. 4 block nhé, rất là đẹp. Cặp này 300k và cặp này có 450k thì nó là quá rẻ rồi. Higuin nhé. Hàng Higuin đàng hoàng. Đó. Rồi, tiếp một cặp nữa. Ở đây. Hàng hot đây các bác. Dài nhá, cũng 4 block nha. Đó, êm mượt. Đó, rất là khít. Rồi, con này là kích thước của nó là đường ray của nó là bản 15 này. Dày 10 này. Đó. Bản 15 dày 10. Và nó dài là 83 cm nhé. Dài 83 cm này. Đó. Bản 15 dài 10. Bản 15 dày, chiều dày của cái ray 10 và chiều dài là 83 cm. Đường kính con block là 31 32 này. 3,2 cm ấy. Nhân với 4,3 cm đó. Gồm 4 block một thanh nhá. Một cặp 8 block này. Đó, một cặp này 8 block này. Dài 83cm nha các bác. Ray của Hàn Quốc nha các bác. Ray Won WD chứ, WDN của Hàn Quốc. Made in Korea. Đó.
rất là nặng nha các bác. Các bác nào chuyển khoản thêm 20.000 thì em bao ship nha các bác. Hàng nặng này, hàng nặng ít nhất là 50.000 tiền ship trở lên đó. Nếu các bác cốt thì có thể hơn nữa. Ở nhá, này là mã 157. Cặp này em bán 820.000 nhá. 157 820.000 này. Đó. Dài 83 cm nhá. Dài 83 cm. Ray bản 15, dày 10. 4 block, 1 thanh. Một cặp 8 block. Ok. Rồi, tiếp theo đến mấy cái món hôm nay. Mấy món lúc nãy video trước thì sót hai món đấy thì em đã lên hết cho các bác rồi. Thì em sẽ để giặt cái này sang bên này cho nó gọn. Tuột hết đây. Bên này rất nhiều rồi, sót bên này. Nay lại về tiếp tục được vài con lọc lọc khí này, lọc khí cho khí nén này. Đó. Hôm trước bác nào chưa có thì nhờ hôm trước hết hàng thì một số bác chưa có hàng thì có thể liên hệ em để mua hàng nhé. Đó, con lọc khí này hôm trước có mã rồi mà em không nhớ mã rồi. Nó dùng nó được 10 kg trên cm khối nhé. Ở đây đồng hồ hiển thị hai thông số MPa và PSI. MPa có nghĩa là 1 MPa sẽ bằng 10 kg trên cm khối. Còn PSI đây là tính theo áp suất của thường là nó không, PSI nó dùng trong ga lạnh nhé. Đấy, em thường thì nó dùng như thế nhé các bác. Con này là 70k nhé. Đó, ngày hôm trước có mã rồi nên mà em lại không ghi mã nữa. Nay em không ghi mã nữa nè. 70k một cái nhé. Đó. Tiếp theo là con lọc này. Cũng như thế thôi. Con này thì có cái đồng hồ thì nó hiển thị là có cái đồng hồ là hiển thị là đây, kg trên cm khối và MPa. Có cái thì lại hiển thị là PSI và MPa. Đó. Em lấy cái ít dây ngắn dây cho nó dễ ấy nhá. Đây, một cái thì lọc nước, một cái thì lọc bụi. Đó. Một cục lọc nước, một cục lọc bụi nhá. Con này là 158, con này là 100k nhá. Đó, 100k là một cái. Hàng có rất nhiều đấy các bác. Có rất nhiều cho các bác lấy không sợ hết hàng đâu. Đó, hôm trước thì có vài cái thôi. Hôm nay thì cái đôi thì rất là nhiều, còn cái đơn thì cũng có được có vài cái thôi nha các bác. Cái đơn thì cũng tầm được 2 4 5 6 7 8 9. Đơn thì có 10 cái này. Cái 11 cái 12 cái đơn nhé. 12 cái đơn thì trong đó có 4 cái thì sẽ gửi cho bác Kim rồi. Đó. Một cái thì không, trước có một bác dặn một cái mà em lại không nhớ tên. Nhưng mà bác đây bác liên hệ lại cho em nhé, trong đây nên mà còn 5 cái đơn thôi. Đó, cái đôi thì còn nhiều, còn 2 4 6 8 10 12 13 cái nhá. Cái này về thì còn 13 cái. Đó. Đơn thì 75.000, còn đôi thì 100.000. Đó, một cái nhá. Rồi, tiếp theo là lọc nguồn này. Về ít lọc nguồn này. 15A này.
10A này. 15A, 10A này. A này. Đó. Những con lọc nguồn này thì chứ 10A thì 100.000, 15A 150.000 và 20A là 200.000. Không cần mã đâu các bác, chứ liên hệ em nhé. Còn thì em sẽ để. Hôm trước có bác hỏi em 56 con lọc 10A ấy, thì nếu mà các bác không lấy thì bác lấy thêm 20A thì em bớt cho các bác một chút nhé. Đó. Có một bác hỏi 6 con 10A ấy mà em có một con thôi. Đây thì toàn 15 với 20A thôi. Đó, nếu mà lấy thêm 15 với 20A thì inbox em nhé. Các bác cứ nhắn tin Zalo cho em. Đó. Các bác nhắn tin Zalo thì em dễ quản lý hơn. Nhiều bác gọi điện thì sau các bác khác lại gọi điện Zalo, cái là em hay quên đơn của các bác. Đúng, thật sự xin lỗi các bác, nhiều khi là em quên đơn của các bác rất là nhiều. Đó. Quên mất, nhiều khi là quên mất 2-3 bác một hôm bán hàng, quên mất 2-3 bác đơn của 2-3 bác ấy. Đó. Đây, loại 5A này. 5A thì 75.000 nhá. Đó. 5A 75.000. Các nào cần thì liên hệ em. 5A 75.000, 10A 100.000, 15A 150.000 và 20A thì 200.000. Đó. Điện chỉ là điện hàng của Hàn Quốc nên mà không phải hàng Nhật đâu. Hàng của Hàn Quốc thì nó chỉ dùng điện 220V thôi nhá. Đây, thông số là 250V 15A này. Đó, Make in Korea, Fire Synchronic. Đó, con thì nó bị oxy hóa một tí bên ngoài này. Đó, cái mặt dưới thì không vấn đề gì. Con thì nó lại đẹp tuyệt vời nhá. Đó. Thường thì hàng tháo máy thì nó đều như thế thôi. Lưu ý các bác nhé. Các bác xem kỹ video nhé, hoặc là khi mà các bác chốt hàng thì em sẽ gửi, bác nào bảo cho em lại xem lại ảnh nhé, thì em sẽ gửi lại ảnh cho các bác xem. Đó. Tránh tình trạng về rồi xong lại bảo là em không được việc, hoặc là chê thế này thế nọ, đổi hàng thì nó mất thời gian và mất cái tiền phí vì vận chuyển nó rất là nhiều nha các bác. Đó, các bác cứ xem kỹ chi tiết sản phẩm. Rồi. Những cái hàng nào mà đồ điện tử thì em có thể linh hoạt em đổi trả được cho bác. Những cái hàng cơ khí như cái bản lề này, ví dụ về các bác bảo là ô cái này nhìn anh chưa xem hết video, về nó to hơn, nó to quá anh không dùng được, cho anh đổi hàng, thì đúng thật sự là nhiều khi là em cũng rất là khó xử, đổi cũng được thôi. Đó, trước khi trong khi là bao ship cho các bác rồi, các bác gửi về là em lại chịu thêm một phí ship nữa. À, đâm ra là em chịu hai cái phí ship, mất hai đi, mất em đã không có lời rồi, không có lời nhiều rồi mà lại chịu thêm cái lượt phí ship về nữa là coi như là lỗ luôn đấy các bác ạ. Nhá, tiếp theo là bản lề này, em về rất là nhiều bộ bản lề này. Đó, cái này hôm nay là hình như là có hai loại bản lề chứ không phải là một loại đâu các bác nhé. Đây một loại 246 này, loại 245 này. Đó. Cái loại này nữa. 2. Hàng mới về ấy. Hàng về còn chưa phân loại đâu các bác nhá. Rồi, nó có hai loại nhá. Cái này thì là bằng bản lề bằng nhôm và trục của nó thì bằng thép nhá. Đó. Đấy, các bác nhìn nhé, hàng rất là đẹp nhé. Đấy. Con này thì chắc là tháo ấy nó hơi cong thì nó hơi kẹp một tí. Còn những con mà ok thì nó vẫn là rất là ok nhé. Nó không bị kẹt. Do mà tháo máy này, nhiều khi có con nó hơi bị cong một tí nhé. Nó không được thẳng. Nhưng mà nó cong một tí về các bác ép vào thì nó vẫn là đẹp nhé. Vì nó là nhôm mà, nhôm nó mềm mà. Có những cặp mà nó bị oxy hóa khi mà để ngoài trời ấy. Đó. Để ngoài trời thì nó bị oxy hóa, nhưng đánh đi thì nó lại không vấn đề gì đâu nhá. Đánh cái oxy hóa đi nhá. Và những cặp mà oxy hóa thì các bác về có thể làm lắp những cái thiết bị ở ngoài trời
cái bản lề ngoài trời như những chuồng chuồng chó này các thứ này, cái này là rất là bền, nó không bị han rỉ nhá. Đó các bác lắp mấy con chuồng chó chuồng gà thì không bao giờ bị han rỉ đâu, nó chỉ bị oxy hóa một tí xong bắt đầu các bác đánh đi là nó lại sạch đó, vì nhôm mà các bác cũng biết rồi, nhôm nó chỉ oxy hóa khi tiếp xúc với nước mưa thôi đó. Ok, nhôm bản lề này thì 40.000 một cặp nha các bác. Em sẽ bốc random đi. Ví dụ mà các bác lấy nhiều cặp thì em sẽ lấy cùng một loại cho các bác. Và có những cái cặp, có những cái loại mà nó bị oxy hóa này này thì em sẽ không gửi đâu nhá. Em lấy những cặp đẹp cho các bác nha. Còn cặp oxy hóa thì bác nào mà cần lấy lắp những cái chuồng gà, chuồng chó ấy, thì liên hệ em bán giá rẻ cho các bác nhé. Đó. Đây. Thôi. Em đo kích thước cái bản lề cho các bác nhé, chứ không lẽ ở kia vẫn có bản lề cũ. Bản lề kia thì 30.000 một cặp, còn bản lề này thì 40.000 một cặp nhé. Bản lề kia thì hôm trước thì em còn mua được giá rẻ, nhưng mà hôm nay giá nó đắt rồi, nhôm nhức nó lên giá. Nó không rẻ được như hôm trước nữa. Đó. Đây, 6 cm nhá. Bác xem kỹ video nhé, ông không về lại không được bỏ không được việc đổi trả thì nó mất tình cảm anh em rồi, mất thứ nhất là mất thời gian, ví dụ khách hỏi thì không có, khách cần thì không có. Đó, 6 cm này nhân 7 cm này, đó khi mà gặp lại thì nó là 4,2 cm nhá. Đó, 6 nhân 7 nhá, chiều dài của nó là 7 này, chiều rộng là 6 này. Đó, về cho các bác tiện thể lắp nhé. Đây, bù gioăng có mã này, bản lề Hàn Quốc nha các bác. Đó, về rất là nhiều nhá. Đây chắc là phải từng 40-50 cặp, 50-60 cặp ở đây nhé. Đây còn cái bản lề cũ này, bản lề 111 này, 30k một cặp này. Đó, rồi em lên cái mã này luôn cho nó dễ. Đây, 111 này, 30k một cặp nhé. Kích thước là 4,5 này nhân với 6,3 này. Đó, à, bản lề là 158 này, 1 này, 58 này, 40k này. Đó, một cặp nhá. 40k một cặp nhá. Một cặp 40k. Đó. Một cặp là hai cái nha các bác. Đó, một cặp là hai cái này. Bác nào cần thì liên hệ em nhé. Hôm trước hàng thì hàng kia thì rẻ hơn, em lấy rẻ hơn thì em bán rẻ hơn nhé. Đó. Đó, tiếp theo em sang mấy cái món cho các bác làm bác nào chế máy hàn xeo. Đó, đây nha các bác. Nhôm. Nhôm định hình ôm 40 x 80 này. 4 x 8 này, màu vàng nhé. Đó. Kết hợp với cái tấm nhôm này thì là quá tuyệt vời. À, liền hình nó rất đẹp nhé. Đây. Nhôm này tập cái này thì nó đã có lỗ sẵn rồi. Và cái này cũng có lỗ đây rồi. Vừa khít luôn nhé các bác. Đó, các bác chỉ việc đặt lên như thế này. Đó, màu vàng đẹp chưa các bác? Đây nha, màu vàng nha. Đó, rất là đẹp. 40 x 80 và nhân 24,5 nhé. Nhân 24,5. Ở đây đã được taro mấy cái lỗ rồi, các bác chỉ cần bắt ốc vít vào là được nhé.
À, các bác lưu ý là có ta rô lỗ rồi. Đó. Bác chỉ cần về bắt ốc vít là được nhé. Đây. Nó trùng vào cái lỗ này luôn nhé. Các bác về chỉ việc bắt vào thôi nhé. Đây, em lấy em có sẵn một con ốc thì em vít luôn cho các bác thử nhé. Hàng không, cái này là họ tháo rồi nên mà em không lấy được ốc nhé. Đó. Nên mà hàng không có ốc đâu, các bác thông cảm nhé. Cái nào mà em lấy được ốc thì em sẽ lấy cho các bác, còn cái nào mà không lấy được ốc thì em nói là không có ốc. Không lại nhiều khi lại bảo là lúc có ốc lúc không thì nó không hay. Đấy, các bác thấy chưa? Đẹp chưa? Đó. Và nó là chất nhựa bằng nhôm nhá các bác. Nhôm, đây cũng nhôm. Ôi, nhiều bác bảo là ô anh chưa xem kỹ video đó bằng sắt, anh tưởng nó bằng inox. Về anh lại đổi hàng thì cái đó nó không vui vẻ cho lắm. Tại vì hàng nó là cơ khí, nó không có hư hỏng gì cả. Hàng nhôm mà, nó là cơ khí rồi, không phải là đồ điện tử. Đồ điện tử thì em vẫn có thể linh hoạt, em đổi cho các bác được bình thường, không vấn đề gì cả. Ví dụ mà ấy thì các bác chịu ship giúp em. Ví dụ về mà không được việc, em vẫn nhận đổi hàng nhé. Vẫn nhận đổi hàng cho các bác. Ví dụ con nguồn về, ví dụ mà bác mua rồi nhưng mà về nó không được việc, hoặc là có hư hỏng hoặc lỗi gì, em nhận đổi cho các bác. Đó. Ok, các bác xem qua nhá. Đó. Thì sau khi em lắp vào này, đó. Rất là đẹp nhá, miếng nhôm ha, 200.000 nhá. Đó. Miếng nhôm 200.000, còn miếng nhôm tấm 200.000 nhá. Cái này là lên đến bao nhiêu, 159 à? 1 này. 59 này. Tấm này là 130.000 nhá. Đó, trụ này là 130.000 cho các bác nhé. Taro ren cho các bác sẵn rồi nhá. Hàng đã có ren sẵn rồi nhá, nhưng mà không có ốc đâu các bác nhá. Bác lưu ý, hàng chưa có ốc đâu. Đó. Xem nào. 2. Thôi rồi. Cái này bác nào mua ấy, các bác nào mua tấm nhôm của em rồi thì em sẽ hỗ trợ kiếm ốc tặng cho bác 2 con ốc. Chỉ những các bác nào mua tấm nhôm của em rồi nhé. Đó, các bác inbox Zalo em sẽ gửi cho các bác thêm 2 con ốc, em sẽ đi kiếm cho các bác 2 con ốc. Không đáng bao nhiêu đâu. Đó, còn bác nào mà chưa mua thì đúng thật sự là không có ốc đâu các bác nha. Đó. Chỉ hỗ trợ cho những bác mua hàng rồi thì sẽ có ốc cho các bác. Đó. Đây nha, em chỉ có 2 4 6 8 cái. Đó. 10 cái gì đấy thôi. Ok, bác đợi em một chút nhé. Em còn một cái trụ nữa. Đấy, nhưng mà chỉ có một cái thôi mà không biết em để đâu. Các bác đợi em chút, em tìm kiếm lại nó. Đây các bác. Đó. Đây nhá, nó là con này. Con này, đợi em một chút.
Đó, nó là con này nha các bác. Thước em lại để đâu mà đây đây đây, đó là con này đây nhá. Con này đặc biệt cái là em có một con em tự tháo nên mà nó cả nắp cái nắp đậy này, con này là họ tháo rồi nhưng mà không có cái nắp này đó. Con này em tự tháo này, có thêm hai con ốc này, lông đen đàng hoàng này đó, có thêm một tấm nhôm này này đó. Còn những cái con mà họ tháo thì không có nha, mà lại ngắn hơn nha. Đó các bác theo dõi ạ. Chiều dài của con này này 30,5 nhá. Đó, con này cũng nhôm 4x8 thôi. Nhưng mà đặc biệt lại có thêm một tấm nhôm, nhôm nhỏ ở đây nữa. Tấm nhôm nhỏ ở đây là kích thước là 15x8 này. Đó. Nha. Hai ốc này vẫn bỏ, vẫn lắp vừa vào đây nha các bác. Đó. Cái lỗ này vẫn lắp vừa vào cái lỗ này nha. Đó. Nhưng mà con này thì nó cao hơn. Nó cao hơn thì nó thêm một cái tấm, một cái khúc nhôm này nữa. Đó. Nó cao hơn mấy cm ấy mà nó lại thêm nhôm. Đó. Đó, có duy nhất một cái nhé, 190k nhé. Mã 160 này, 190k bác nào cần thì liên hệ em nhé. Đó, duy nhất một cái thôi. Còn cái này thì em có 2, 4, 6, 8, 10 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái nhé. Cả cái này nó là 11 này. Đó, còn cái này là duy nhất một cái này, 190k. Đó, bác nào cần thì liên hệ em nhé. Con này thì có hai con ốc. Đó. Con này thì lại có hai con, còn cái loại này thì không có ốc đâu nhé. Rồi. Tiếp theo là bộ chân này. Bộ chân hôm trước cũng có một bộ như thế này. Thì bác bé Trần bác lấy mất rồi. Hôm nay em lại về được thêm một bộ nữa. Đó, kích thước thì nó vẫn như cũ thôi, 400k nhé, vẫn giá như cũ thôi. Giá nhôm nó có lên một tí nhưng mà giá như cũ thôi. Không phải tăng giá làm gì cả. Đó, các bác lại bảo cái nào mà em lấy giá cao thì em bán giá cao, mà cái nào mà giá thấp thì em lại bán thấp hơn. Mặc dù cái này nó tăng hơn một tí nhưng thôi vẫn lời được 15-20 nghìn thì em vẫn bán cái giá cũ cho các bác nhé. Đó, 400k một bộ 4 cái nhé. Em đo lại kích thước cho các bác tiện theo dõi, những cái bác mà chưa chưa xem video trước nhé. Đó, chiều cao của nó là 11,5 cm này. Đó, đường kính của cái trục là 1,5 cm này. Cái mặt bắp là 8x8 nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là em lại về thêm được hai bộ. Mã 136 này, 350k này. Hàng này chuyển khoản bao ship nhá. Cái mã này này, 350k chuyển khoản bao ship nhé các bác. Đó. Vì cái này thì em mua từ trước rồi. Em mua được một lô vài trăm cái đấy, trăm bộ ấy. Cao 18 này. Đó, trục cũng là trục 1,5 này. Đế bắt là 4 x 8 này. Đó. Rồi, ok hôm nay thì đang còn quên cũng là đã nhưng mà vẫn đang còn nha các bác nhé. Đây, bản lề này nữa. Bản lề đen này nữa. Cũng 40.000 một cặp nhé các bác. Đó. Kích thước là 6 nhân 6 nhé, kích thước vuông 6 nhân 6 nhé. 60 x 60 này, bên trong nó ghi là 60 x 60 này. Cũng làm bằng nhôm nhưng mà sơn màu đen. Sơn màu đen nhé. Đó. Mã thì nó cho nó dễ các bác phân biệt.
một một 61 40k cho một cặp nhé. Đó. 6 nhân 6. Ok. Đây, mấy cái tay này. 10.000 một cái nhé các bác. Em hôm trước thì em bán, hôm nay em lại mua được rẻ hơn. Cái này hôm trước em bán 15.000 nhưng hôm nay mua được rẻ hơn em bán 10.000. Em mua được chỗ khác rẻ hơn mà nhiều hơn. 1 6 2 10k một cái nhé. Đó. Nó chỉ dài 6 cm thôi. Trục của nó là tầm 0,8. Để em lấy thước kẹp em đo cho các bác xem cho nó dễ. Vì thước này nó đo nó không chính xác lắm. Đúng là 7,5 mét, 7,69 em. Đó, có cái thì nó mài tròn cái đầu, còn có cái thì không mài nhá. Đó. Rồi, ngoài ra thì bản lề nhôm vẫn còn rất là nhiều nhé. Bản lề nhôm hôm trước 30.000 một cặp vẫn còn này. Tay nắm vẫn còn này, 15.000 một cái này. Đúng không ạ? À, đúng rồi, tay nắm 1-30 này. Giã nhôm, giã cổ nhé. 15.000 một cái vẫn còn này. Tay nắm 1-26 45k một cái nhé. Hôm trước em nhớ là chốt một bác 10 cái này, bác liên hệ lại giúp em nhé. Đó, em còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 22 cái. Em còn 22 cái tay nắm này thôi nhé, 1.26. Mà 10 cái của hôm trước bác nào đặt mà em quên mất ấy, thì bác liên hệ lại cho em nhé. Đó. Công tắc quạt cầu chì vẫn còn rất nhiều nhé. Công tắc cầu quạt này 9x9 x 25 này vẫn còn nhé. 45k một cái. Cầu chì và công tắc có đèn nhé. Công tắc này có đèn này. Đó, 15.000 một cái này. Cầu chì cũng 15.000 một cái. Bên trong có sẵn cầu chì 10A cho các bác nhé. Dòng chịu được 10A nhé, 220V 10A. Đó. Quạt thì sẽ khi mua sẽ có kèm cái tấm lưới, lưới chắn bên trên đấy các bác. Rồi, em lại có, hôm nay lại có vẫn có thêm kéo hơi này. Kéo hơi có 2 cái thôi. Còn có 2 cái kéo hơi. Nên một bao nhiêu ấy? 16 mấy. 162, 163 này. Mã 1 163 này vẫn 220k một cái nhé. Đó. Ok. Ok, bác nào cần món nào thì liên hệ Zalo giúp em nhé. Zalo số điện thoại 035 373 0000. À, bất kể giờ nào cũng được nhé các bác. Đó. Ok, rồi cho các bác lướt qua lại món hàng video thứ hai này này. Lọc lọc khí, cọc lọc nước này, lọc bụi, cọc lọc nước này. Tấm nhôm này kèm nhôm định hình kèm tấm nhôm này, làm trụ hàn này. Đó. Kéo này. Bản lề này. Bản lề này. Đó. Tiếp tục một tấm nhôm màu vàng này, nhôm màu này. Tấm nhôm 103 200.000 vẫn đang còn này. Đó. Tay quay, tay nắm, chân đế. Rồi, ok các bác nhé. Bác nào cần món nào thì inbox Zalo giúp em. Đó. Hoặc có thể gọi điện Zalo cho em nhé. Các bác nào hôm hôm mà em livestream thì các bác đừng gọi điện nhé. Các bác nhắn tin hộ em thôi. Đó. Nhiều hôm đang livestream mà các bác gọi điện thì nó mất hết sóng. À, còn cả lọc nguồn nhé. Lọc nguồn này, bác nào cần liên hệ em nhé. Đó.
lọc nguồn. Ngoài ra thì em có rất nhiều nguồn tổ ong đủ loại, 5V, 12V, 24V, 36V, 48V thì không còn đâu, 12V thôi đó nhé. Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.